Chào các bạn, chào các em. Hôm nay thầy sẽ hướng dẫn cho các em giải bài số 31 đồng học của chuyển động tròn đều của sách Kết nối tri thức. Câu 1. Chuyển động của vật nào dưới đây được coi là một chuyển động tròn đều? Các em biết rằng chuyển động tròn đều là chuyển động có vĩ đạo là một đường tròn và tốc độ sẽ không thay đổi ha. Chỉ có phương chiều của vector vận tốc mới thay đổi ha. Chuyển động quay của bánh xe ô tô khi đang hãm phanh. Rõ ràng hãm phanh thì lúc này tốc độ quay bánh xe sẽ chuyển động chậm dần, không thể nào đều được, đúng không? À. Chuyển động của một quả bóng đang lăn đều trên mặt sân. Tuy quả bóng lăn đều nhưng mà các em biết rằng cái tâm nó luôn luôn chuyển động, có nghĩa là chuyển động của nó định tĩnh tiến, tâm chuyển động tĩnh tiến. Do đó là quỹ đạo chuyển động của nó không có tròn, nghĩa là một chất điểm trên quả bóng khi mà nó lăn đều thì lúc này quỹ đạo của nó không phải là một đường tròn nha các em. À, nó không phải là một cái đường tròn nữa nha, mà có được phức tạp. Thường là chuyển động tròn đều là những chất điểm đó nó phải chuyển động xung quanh một cái điểm cố định, điểm đó chính là tâm à, và luôn luôn cách tâm một khoảng không đổi là bán kính. Ở đây chuyển động quay của điểm treo các ghế ngồi trên chiếc đu quay đang quay đều, đúng không? Chiếc đu quay đang quay đều nghĩa là nó có cái giá treo cố định rồi, vì thế chiếc đu quay này cái điểm treo nó sẽ quay tròn xung quanh cái điểm treo đó ha. Vậy là chuyển động đều nha. Còn chuyển động quay của cánh quạt vừa tắt điện là lúc này cánh quạt nó không có quay ổn định, do đó chuyển động quay của nó chậm dần, không có đều. Câu 2. Chuyển động tròn đều có vector vận tốc không đổi. Nghĩa là các em biết rằng trong chuyển động tròn đều thì quỹ đạo chuyển động của nó là một đường tròn. Vậy là ví dụ như chúng ta xét vật ở đây thì dẫn đến là vật chuyển động theo chiều ngược kim đồng hồ chẳng hạn, thì vector vận tốc của nó chính là phương tiếp tiến của quỹ đạo và chiều chính là chiều chuyển động. Tương tự đến đây, giả sử chất điểm chuyển động đến đây sau một thời gian t thì lúc này vector vận tốc là như thế này, nghĩa là vận tốc luôn đổi phương chiều nhưng mà độ lớn của nó không thay đổi thôi nha. Nên là không đổi là sai này. Tốc độ phụ thuộc vào bán kính quỹ đạo. Thì các em biết rằng tốc độ được tính bằng công thức là V, tốc độ của chất điểm được tính bằng omega là tốc độ gốc nhân bán kính vĩ đạo. Nghĩa là càng xa cái tâm, nghĩa là bán kính càng lớn, G càng lớn, thì lúc này tốc độ quay của nó sẽ càng lớn. À, với một chuyển động tròn đều thì tốc độ dài nó phụ thuộc vào bán kính ha, với tốc độ gốc không đổi rồi. Này đúng luôn nha. Hoặc là các em có thể dùng công thức là bằng quãng đường là 2pi nhân bán kính R chia cho thời gian T. T là cái thời gian mà chất điểm đó nó đi hết một vòng, thời gian mà chất điểm nó quay hết một vòng nha. Tốc độ gốc phụ thuộc vào bán kính vĩ đạo là sai, tại vì tốc độ gốc bằng 2pi chia T. Tốc độ gốc là omega được tính bằng góc quét chia cho thời gian, hay là độ dịch chuyển gốc chia cho thời gian. Bây giờ mình xét omega là một đại lượng không đổi thì omega này mình sẽ tính bằng cách là tốc góc quét ở đây là một vòng tròn. Một vòng tròn là ứng với là 360 độ, thì các em biết rằng 360 độ thì em nhớ lại cho thầy nha, 360 độ thì tương ứng với là 2pi đơn vị là radian nha, 360 độ là 2pi radian. Do đó khi mà nó quét một vòng, chất điểm đi một vòng nghĩa là quét một góc là 2pi chia cho thời gian nó đi một vòng chính là một chu kỳ t. Do đó omega nó một đại lượng không đổi nha, 2pi trên t, nó không phụ thuộc bán kính đâu nha. Chu kỳ tỷ lệ với thời gian chuyển động. Chu kỳ không thể là tỷ lệ với thời gian chuyển động được. Tại vì chu kỳ là một số không đổi, là thời gian chất điểm nó quay hết một vòng nha, thì không thể nào gọi là tỷ lệ được. Chu kỳ là một cái số không đổi. Ví dụ như chu kỳ kim giây, chu kỳ kim giây nó là bằng 60 giây. Còn chu kỳ kim phút là 60 phút là ứng với 3600 giây. Đó. Còn chu kỳ kim giờ là 24 giờ. Chu kỳ kim giờ nó quay một vòng là 12 giờ. Cái gì thế mình tính ra thôi. Câu số 3. Trên mặt chiếc đồng hồ treo tường, kim giờ dài 10 xăng, thì đặt R 10 xăng, kim phút dài, R này R dài, R kim giờ là RH, kim phút là RB đi. Tốc độ gốc của kim giờ và kim phút. Tốc độ gốc là omega nha các em. Omega là tốc độ gốc, đơn vị là radian trên giây. Omega được tính bằng 2pi chia cho t.
Từ đây mình sẽ có được omega của kim phúc sẽ bằng, ở đây nó kêu là tính tốc độ gốc của kim phúc và kim giờ. Kim giờ dài và kim phúc dài. Tính tốc độ gốc thì chúng ta không quan trọng đến bán kính, tại vì tốc độ gốc nó chỉ phụ thuộc vào cái thời gian. Do đó chúng ta sẽ ghi là bằng 2 pi chia cho thời gian của kim kim phúc là bao nhiêu gam. Thời gian kim phúc là một một quay một vòng là 60 phút nha. Kim phúc nó quay một vòng là 60 phút là bằng 3600 giây. Đấy, các em bấm ra 2 pi chia 3600. 2 shift pi thì nó khoảng là 1,74 nhân 10 mũ trừ 1,74 nhân 10 mũ trừ 3. 1,74. À, chỉ có câu này thôi này. Tương tự này, 1,74 nhân 10 mũ trừ 3 radian trên giây. Còn omega của kim kim giờ thì sẽ bằng bao nhiêu? Chúng ta có 2 pi chia cho thời gian của kim giờ là 12 giờ. Nghĩa là khi mà kim giờ nó đi một vòng từ số 12 đến số 12 thì sẽ mất một vòng là 12 giờ thôi nha. Một vòng tròn là 12 giờ. 12 giờ thì ứng với là 12 giờ, mỗi giờ là 3600 giây. Đó. Chia cho 12 nữa. Vậy là cái số liệu ở trên các em còn chia thêm 12 nữa. Đấy, thì mình ra được là 0,02. Kim giờ 0,02. Đây là 0,15. Không nhầm, thử lắm lại nha. 2 shift pi. Cái này mình chia cho 2 trên cho 12 nhân 3600. Đây, 1,45 các em. 1,45 nhân 10 mũ trừ 4 ha. Radian trên giây. Câu 4. Công thức nào sau đây đúng diễn tả công thức nào biểu diễn không đúng quan hệ giữa các đại lượng đặc trưng của một vật chuyển động tròn đều? Thứ nhất là về tần số vận tốc dài thì cái này đúng này, vận tốc dài bằng vận tốc gốc nhân cho bán kính. Các em nhớ công thức này nha. Omega là tốc độ gốc, hay là vận tốc gốc là bằng gốc quét hay là độ di chuyển gốc một vòng là 2 pi chia thời gian mà nó quét một vòng là chu kỳ t. Đúng ha. Chỗ này chúng ta có cái vận tốc dài thì bằng vãng đường một vòng tròn là 2 pi r, nghĩa là chu vi của đường tròn á, chia về thời gian t. Từ đây các em rút ra được cái chu kỳ t chính là bằng gì? 2 pi r chia v. Cái này cũng đúng luôn rồi. Vậy chắc chắn câu này sai nha. Tại vì các em biết rằng f là tần số. Tần số chính là nghịch đảo của chu kỳ, là bằng 1 trên t. Mà t bằng 2 pi r chia v thì dẫn đến nghịch đảo của t chính là bằng v chia cho 2 pi r mới đúng nha. Câu này sai. Chụp câu số 5. Một cái hòn đá vượt qua một sợi dây có chiều dài 1 mét quay đều trong mặt phẳng thẳng đứng ha. Mặt phẳng thẳng đứng được xem là một cái mặt phẳng giấy của chúng ta này các em. Với tốc độ 60 vòng trên phút, thời gian để hòn đá quay hết một vòng và tốc độ của nó là bao nhiêu? Thời gian là quay hết một vòng là tính chu kỳ t nha các em. Thời gian hết vòng tính chu kỳ t. Và tính vận tốc của nó, vận tốc dài. Ở đây đề cho một cái dự kiện, đó là cho chiều dài khi mà cái chiều dài dây nó quay á, thì ứng bán kính luôn các em. Tại khi một cái vật nó quay, mình buộc vòng dây nó mình quay á, thì nó sẽ chuyển động tròn thế này. Thì cái chiều dài sợi dây chính là bán kính L bằng chiều dài sợi dây. Đề cho cái tốc độ quay là 60 vòng trên 1 phút. Thì các em sẽ đổi về diện vòng trên dây, 60 vòng trên phút thì nó sẽ bằng một vòng trên giây, đúng không? Tại vì mình đổi bằng 60 vòng nè, trên phút, trên một phút là bằng 60 giây thì nó bằng một vòng trên giây. Em hiểu cái này không? 60 vòng trong một phút nghĩa là 60 vòng thì ứng với 60 một phút nghĩa là 60 vòng thì ứng với 60 giây, thì mỗi vòng sẽ là một giây. Đây là một vòng.
một vòng một giây chỉ chứng tỏ là chu kỳ nó bằng một giây luôn ha. Tại vì một vòng là thời gian quay một là một giây ha. Vậy là sau này các em nhớ luôn nha, vòng trên giây chính là tần số và chúng ta có f bằng 1 Hz hay là một vòng trên giây đó. Mình nhớ thêm công thức này nha, trước sau mình cũng phải học. Tiếp theo là chu kỳ thì nghịch đảo của tần số thì bằng cũng là bằng 1 giây. Từ đây các em có thể tính được cái gì, tính được tốc độ của nó. Tốc độ thì bằng công thức nào đây? Tốc độ thì nó bằng gì? Omega nhân bán kính omega nhân bán kính r. Omega thì bằng 2 pi chia cho t. Nhớ nha, omega là tốc độ gốc thì bằng 2 pi chia t bằng độ di chuyển gốc chia thời gian đó. Thì nhớ công thức đó, bằng 2 pi chia 1. Pi là 3,14 mà nhân 2 lên là khoảng 6,28. Nhân r nữa phải chia nhân r. R bằng 1 rồi, chúng ta nhân 1 này bằng 6,28 1 của A. Đó là một vệ tinh nhân tạo chuyển động tròn quanh trái đất ở độ cao bằng bán kính trái đất em. Lấy gia tốc tự do tại mặt đất là 10. Bán kính của trái đất bằng 6.400 km tính chu kỳ quay trái đất quanh vệ. Chu kỳ quay quanh trái đất của vệ tinh. Giả sử đây là trái đất nha các em. Trái đất chúng ta, tâm trái đất này. Đây là sau đó vệ tinh ở độ cao bằng bán kính này, đây là vệ tinh này, tâm trái đất. Cách nhau một khoảng là 2 L. Đề bài cho cái G, cái gia tốc trên mặt đất là G bằng 10. Đáng lẽ đề bài cho G ở tại vị trí vệ tinh á, thì còn tính được. Còn cái này cho cái này thì nó hơi vượt quá chương trình mình học. Cái này thầy làm như sau. Các em nhớ lại thầy kiến thức này nha. Khi mà vệ tinh chuyển động ở độ cao bằng bán kính á, bằng bán kính trái đất á, thì các em biết rằng á, cái gia tốc nó càng giảm. Có nghĩa là càng lên cao thì gia tốc càng giảm. Giảm ha, càng lên cao bán kính gia tốc càng giảm. Và nó giảm tỷ lệ với bình phương bán kính. Các em chú ý này, gia tốc ở độ cao h nó sẽ bằng gì? Nó bằng hằng số hấp dẫn nhân cho bán do khối lượng trái đất chia cho bán kính bình phương. Bán kính này là g mặt đất đi. Chúng ta có g ở mặt đất nó sẽ có công thức này. Tại sao cái này các em biết rằng ở độ cao h ở trên mặt đất thì lực hấp dẫn đóng vai trò chính là lực trọng lực. Tại vì chúng ta lấy khối lượng của cái vật đó này nhân cho g lấy được trọng lực, trọng lượng đó thì bằng lực hấp dẫn. Lực hấp dẫn được tính bằng một cái hằng số hấp dẫn lấy khối lượng của vật đó nhân khối lượng trái đất chia cho bán kính bình phương. Hai vế này có chữ m thì thử đi. Trước sau thì chúng ta cũng học công thức này thôi. Vậy chúng ta có ngay là hai bên đều có chữ m thì thử đi, nó còn g ở mặt đất thì bằng g bằng m chia ra bình phương. Do đó g ở độ cao h thì các em sẽ có được là bằng hằng số hấp dẫn nhân khối lượng chia cho là bán kính r cộng r tất cả bình phương. Do đó nó sẽ bằng g m chia cho 2 g tất cả bình phương là 4 r bình phương. Mà g nhân cho m lớn chia r bình phương nó bằng g đất. Thì nó bằng g trên mặt đất chia 4 bằng 2,5. Rồi. Nha, cái này chúng ta mở rộng thêm một xíu chỗ này nha. Sau khi các em có được g ở độ cao h rồi là 2,5 m trên dây bình phương, chúng ta tính được cái chu kỳ quay của vệ tinh bằng 2 pi nhân bán kính. Bán kính ở đây là r phẩy chia cho vận tốc nha. 2 pi nhân bán kính chia vận tốc. Vận tốc chưa có. Vận tốc của vệ tinh thì tính như thế nào? Thì ở cái độ cao các em tính, em nhớ này. Ở cái độ cao h á, ở độ cao h bằng r đó thì chúng ta có là gia tốc hướng tâm thì bằng vận tốc dài bình phương chia cho bán kính. Bán kính ở đây là cách tâm là 2r nha, trên 2r. Mà gia tốc hướng tâm này chính đóng vai trò chính là gia tốc ở độ cao h luôn. Tại vì các em biết rằng á, lực hướng tâm cái gia tốc hướng tâm chính là gia tốc ở độ cao h. Và cái gia tốc này làm cho cái vệ tinh nó chuyển động trên quỹ đạo tròn. Nha, chỉ có một cái gia tốc thôi, đó là gia tốc hướng tâm, chính là cái gia tốc h này luôn này. Để mình dùng không? Đấy. Do đó bài sau các em sẽ học được lực hướng tâm chính đóng vai trò chính là lực hấp dẫn, chính là bằng lực trọng lực luôn đó.
ở độ cao hát luôn. Dạ. Rồi. Từ đó chúng ta suy ra được cái vận tốc bình phương sẽ bằng nhân chéo lên đây là bằng 2R nhân G độ cao hát. Từ đó mình suy ra được cái V sẽ bằng căn của 2R nhân G độ cao hát. Đến đây mình ráp vô đây nha. Bằng chỉ như này đi nha. T bằng 2B nhân R phải chính là R độ cao hát chính là bằng 2 lần bán kính trái đất chia cho căn của 2G. Đây là 2R nha. 2G bằng 4B căn R. Ở đây R chia căn R thì còn trên tới căn R chia cho căn của 2 nhân cho GH. Rồi đến đây mình ráp số vào. 4B nhân căn của 6400 đổi về mét là thêm 3 số 0 vào. Chia cho căn của 2 nhân 2,5. 4B căn của 6400 chia cho căn 5. Đây chính là số giây nha các em. Số giây bây giờ mình chia cho 3600 ra giờ nha. Đấy, bằng 3,9, sắp xỉ 3,95 giờ. Nghĩa là nó bằng 3 giờ cộng bao nhiêu phút. Các em lấy 0,95 giờ, các em nhân 60 ra được số phút. Đấy, lấy thằng thập phân đó các em, 0,95 nhân 60 thì mình ra được khoảng 5-7 phút. Vậy là 3 giờ 5-7 phút nha. 3 giờ 5-7 phút. Câu C. Đáp án không phải câu B giống như sách trong cái hướng dẫn nha các em. Cái hướng dẫn đáp án đó là không đúng đâu. À, tại vì ở đây là gia tốc ở độ cao h, trong khi đáp án lại thay cái g ở mặt đất vào là không đúng nha. Câu số 7. Một cánh quạt có tốc độ quay 3.000 vòng trên phút tính chu kỳ quay. Chu kỳ quay là thời gian quay hết một vòng. Vậy các em đổi 3.000 vòng trên phút này thì về vòng trên giây là xong. Ok không? Vậy là vòng trên giây là bao nhiêu là xong? Chúng ta có là 3.000 vòng trên phút thì sẽ bằng 3.000 vòng trên 60 giây. Đúng không? Vậy sẽ bằng nhiêu? 50 vòng trên giây. 50 vòng trên 1 giây. Nghĩa là bằng tần số F. F là 50 vòng trên giây. Từ đó các em sẽ tính được chu kỳ T bằng 1 trên F. Thì bằng 1 phần 50 chỉ là bằng 0,02 giây. Nghĩa là một vòng nó mất 0,02 giây. Nha, chu kỳ quay là 0,02 giây. Câu 8. Một cái đồng hồ kim giờ dài coi như bán kính này R1. Rồi này R kim giờ RH đi. R kim phút. Tính tỷ số giữa tốc độ của hai kim thì rất là đơn giản. Đầu tiên ta có là tốc độ kim giờ. Tốc độ thì bằng quãng đường chia thời gian. Quãng đường là bằng 2pi nhân R chính là chu vi á, R của kim giờ chia thời gian của kim giờ là T giờ. Chu kỳ á. Tiếp tục là tốc độ của kim phút thì bằng 2pi nhân R của đầu kim phút chia cho T phút. Thì lập tỷ số nha, giữa V của kim giờ chia V của kim phút nó sẽ bằng cái này chia cái này, cái này chia cái này, 2pi chia 2pi mất này. R khỏi đổi đơn vị nha, bằng RH chia cho RB nhân là TB chia cho TH. Đấy, vậy thôi. Không thì kem B cả cái này em chia cái này rồi nhân nghịch đảo, phần tử thì nhân nghịch đảo. RH trên RB là TB trên TH. RH là bao nhiêu? RH là 3, R phút là 4. Cái T phút và T giờ thì thành giữ T phút. Chu kỳ kim phút là bao nhiêu? Chu kỳ kim phút em có thể đổi về cùng đơn vị là một vòng là 60 phút. Kim phút nó quay một vòng là mất là
một vòng là 60 phút nha. À, còn chu kỳ quay của kim giờ đây là phút này, thì đổi về phút á, còn kim giờ một vòng là bằng 12 giờ, 12 giờ mình đổi ra phút nó thành nhân 60 nữa. Nói tóm lại là cái chu kỳ quay của kim giờ nó sẽ gấp 12 lần so với chu kỳ quay của kim phút là được nha. Vậy chúng ta sẽ có là bao nhiêu? 3/48. Mình rút gọn thì bằng 1/16. Vậy là tốc độ quay của kim giờ trên kim phút là 1/16, hoặc là tốc độ quay kim phút gấp 16 lần tốc độ quay của kim giờ. Câu 9. Hai vật AB chuyển động tròn đều lần lượt trên hai cái đường tròn có bán kính R1 bằng 3 lần R2 nhưng lại cùng chu kỳ. Nếu vật A chuyển động với tốc độ 15 thì tốc độ vật B là bao nhiêu? Vậy là các em phải đi tính cái tỷ số giữa hai tốc độ này. Bây giờ thầy có tốc độ của vật A là V1 bằng 2B nhân R1 chia T1. Tốc độ quay vật 2 là 2B nhân R2 chia T2. Từ đây thầy sẽ suy ra tỷ số V1 chia V2. 2B R1 chia luôn nha. Thầy viết như thế này đi. 2B R1 chia T1 chia thầy nhân nghịch đảo là T2 chia 2B R2. Thử 2B đi. Bằng R2 nhân T2 trên T1 nhân. Mà do T1 bằng T2 nên mình thử đi luôn cái T1 và T2. Nó còn lại R1 trên R2. Mà đề bài cho R1 bằng 3 lần R2 chia R2. Em thử R2 đi còn 3. Vậy là đề bài cho vật A là vật 1 là bằng 15, tương đương 15 chia V2 bằng 3. Suy ra V2 sẽ bằng 15 chia 3 bằng 5. Máy chân dây. Câu số 10. Hai vật AB chuyển động tròn đều trên hai đường tròn tiếp xúc nhau. Chu kỳ của vật A là 6, còn vật B là 3. Biết rằng tại thời điểm ban đầu chúng xuất phát cùng lúc nha, từ điểm tiếp xúc nha. Chúng ta có hai cái vòng tròn này, hai cái quỹ đạo vật A vật B. Đây. Chuyển động ngược chiều nhau, giả sử như vật A chuyển động theo chiều này là VA. Thì lúc này vật B sẽ chuyển động theo chiều này là VB. Để hỏi là khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật gặp nhau. Thì rõ ràng các em thấy rằng chu kỳ quay của vật A gấp đôi chu kỳ quay của vật B. Nghĩa là sau 6 giây nó quay được một vòng, trong khi á vật B là 3 giây lại quay được một vòng. Vậy khoảng thời gian ngắn nhất để hai vật gặp nhau chính là bao nhiêu? Khoảng thời gian ngắn nhất thì để hai vòng gặp nhau, nghĩ là vật 1, vật B nó sẽ quay 2 vòng. Nó sẽ quay 2 vòng. Nha, 2 vòng. Trong khi vật A nó quay 1 vòng. Vậy là chúng ta có chu kỳ của vật 1 là vật A đó, thì A này bằng 2 lần chu kỳ quay của vật B. Do đó vật B nó phải quay được 2 vòng thì nó sẽ gặp được vật A. Mình hiểu không? Đấy. Vậy là vật B phải quay 2 vòng. Do đó là cái thời gian ngắn nhất là delta T min chính là bằng 2 lần chu kỳ của vật B, nghĩa là bằng 6 giây. Nghĩa là vật B quay 2 vòng thì vật A nó quay được 1 vòng, thì lúc này nó sẽ gặp nhau ở vị trí tiếp xúc. Câu này thì mình chỉ cần suy luận một xíu là mình ra phải ha. Cũng đơn giản. Rồi. Cảm ơn các em theo dõi video này nhé. Cảm ơn, chào các em.